Hãy trả lời anh.
Em muốn gì? Hãy trả lời anh. Em muốn cái gì? Không biết ai muốn cái gì. Câu cuối hỏi khó trả lời quá. Mà phụ nữ muốn cái gì ai mà biết được. Rất là khó các anh ơi, phụ nữ. Người ta đã nói rằng nếu biết phụ nữ muốn gì phải hỏi Thượng Đế thôi. Anh em mình không thể nào biết được đâu. Hãy trả lời anh. Em muốn gì? Hãy trả lời em. Anh nghĩ gì khi anh nói chia có mặt trong đêm sinh nhật của Cẩm Thơ. Cũng mong Lê Quang cũng mong là Cẩm Thơ thêm một tuổi thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều đông đảo các fan như vậy. Nhưng mà tối nay đừng có viết giấy là gửi đầu giường hỏi là anh muốn gì rồi không biết muốn gì đâu nha. Nhưng mà tất cả chúng ta hãy cùng vui với nhau đêm nay các anh chị các bạn, trong đêm sinh nhật của bà Lâm Văn Thơ. Một lần nữa Lê Quang cảm ơn các chị các bạn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Lê Quang. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.